Chào mừng quý khách đến với video đầu tư vào bất động sản chìa khóa để quý khách giàu có hơn. Các nhà đầu tư hiện nay đang chuyển hướng dần sang lĩnh vực bất động sản với nhiều đơn vị cho thuê hay là multifamily. Quang Lâm tạm gọi là đầu tư vào building. Việc đầu tư này mang lại tiềm năng thu nhập và dòng tiền khổng lồ. Quý khách có tiền thu nhập hàng tháng và giá trị tài sản ngày một gia tăng cao hơn. Ngay bây giờ, quý khách cũng có thể phát triển sự giàu có của mình bằng cách đầu tư vào building. Nói chung, cách đầu tư vào building không khác nhiều với những gì quý khách đã đầu tư vào những căn nhà condo như trước đây. Sau đây là vài ưu điểm khác biệt. Thứ nhất, đầu tiên sẽ là dòng tiền mạnh mẽ mà quý khách không thể tìm thấy trong các ngôi nhà dành cho một gia đình và nhiều loại tài sản bất động sản khác. Thứ hai, đầu tư vào building rất ổn định trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Chúng ta đã thấy điều đó trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã xảy ra. Trong thời gian này, đầu tư vào building tốt hơn tất cả các loại bất động sản khác. Thứ ba là lợi ích về thuế. Thông qua việc phân tách chi phí và khấu hao, các nhà đầu tư building có thể tận dụng một loạt các khoản chi tiêu để giảm thiểu tiền phải đóng thuế và bỏ thêm tiền vào túi để chi tiêu hoặc tái đầu tư. Thứ tư, chi phí quản lý building thấp hơn nhưng kết quả cao hơn. Quý khách có đủ tiền để thuê nhân viên bảo trì toàn thời gian, đồng nghĩa với việc tài sản và người thuê nhà của quý khách được chăm sóc tốt hơn. Để bắt tay vào việc đầu tư vào bất động sản, quý khách vui lòng trực tiếp liên lạc với Quang Lâm để được hướng dẫn thêm chi tiết. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kỳ tới.